Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập vào phần mềm Simple Facebook Pro với những tính năng tự động kết bạn theo tệp khách hàng đã lựa chọn sẵn lọc bạn bè, gửi tin nhắn hàng lọt, thêm bạn bè vô nhóm và nhiều những tính năng khác của phần mềm. Bước 1. Bạn tải và giải nén phần mềm Get Cookie. Link tải ở dưới video này. Sau khi bạn tải phần mềm Get Cookie về thì bạn hãy mở trình duyệt Chrome lên sau đó bạn nhấn vào dấu ba chấm phía trên, bạn chọn phần công cụ khác rồi đến phần tiện ích mở rộng. tới phần tiện ích mở rộng này, khi mà mình đã vô đúng đó, thì phía phía phần phía trên thanh địa chỉ sẽ là chrome extension là chính xác. mình có thể copy cái đường link đó mình quăng lên là cũng là một cách hai. sau đó mình sẽ giải nén cái phần mềm gitgudy lúc mà mình download về mới nãy. Với điều kiện bạn phải bật cái độ ON dành cho nhà phát triển ở góc phải phía trên của màn hình Rồi bạn kéo cái thư mục GetCookie bạn thả vô trong cái trình duyệt cho là sẽ nó tự động nó cài đặt được cái tiện nhất GetCookie Rồi bạn vào trang Facebook cá nhân của bạn bạn sẽ đăng nhập lại bằng Facebook sau khi bạn đăng nhập vô trong Facebook bạn mở cái tiện ích get cookie lên và bạn sẽ sell cái cookie đó bước theo bạn sẽ mở phần mềm symbol Facebook Pro bạn sẽ nhấn vào nút thêm tài khoản ở đây có nhiều hình thức đăng nhập mình sẽ hướng dẫn bạn cách đăng nhập bằng cookie bạn vô lại trình duyệt chrome nhấn vô tiện ích ghét cookie bạn copy cái phần code cookie phía trên còn chui về lại phần phía trong phần mềm là coi như mình đã login thành công và chết lại cái tài khoản đó nếu mà like là tài khoản bạn đang đăng nhập là có thể xài được còn khi nào mà nó xuất hiện cái chữ đai là coi như tài khoản của bạn là không bị hư và sau đó mình sẽ thực hiện thao tác các bạn tự động từ tệp có sẵn và mình cho nó thời gian nghỉ của mỗi lần các bạn là từ 30 đến 60 giây và mình nhấn vào phần chạy ngay khi bạn login nhiều tài khoản Facebook vào phần mềm thì bạn cần phải chọn một tài khoản cần chạy sau đó bạn nhấn vào nút chạy ngay thì phần mềm sẽ tự động kết bạn anh chị nào có nhu cầu mua phần mềm Simple Facebook Pro khi mua qua mình đều sẽ được giảm 10% liên hệ qua trang fanpage cá nhân của mình là Hồ Quốc Trung mình sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất xin cảm ơn nếu bạn có thắc mắc gì hãy comment phía dưới đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo